Các bạn nào có nhu cầu món áo thun Minecraft á, thì có thể ghé qua shop sutaki.com nha. Trong shop có rất nhiều món áo để các bạn có thể lựa chọn và kèm theo dịch vụ giao hàng tận nơi miễn phí nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisermon. Ở tập trước, trong lúc khám phá thế giới Ultra thì mình có bắt được một em Pokemon tên là Bowfalan này. Em này là Pokemon hệ thường thôi nhá, nhưng mà khá là khỏe luôn. Những đòn đánh vật lý của em này thì có thể nói là rất là thốn luôn á. Ngoài ra thì em này tới level 58 lận, là level cao nhất mà dàn Pokemon mình có được á, nên mình cũng rất là muốn dẫn em này đi khám phá trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì trong lúc đi farm thêm Pokemon á, thì mình có nhặt thêm những cái bóng chắc nhân nè, được có 2 quả thôi, nên giờ mình sẽ tranh thủ chế tạo thêm những cái máy chế tạo bóng chứa Pokemon luôn nhá. Đầu tiên thì mình cần phải làm thêm ít cái hàng rào sắt nè, sau đó thì làm một cái piston dính. Cái đến là ẩn nhanh theo công thức giống như vậy, được 2 cái đúng không? Và cái khu vực đặt cái máy chế tạo bóng chứa Pokemon tự động mình đã dời qua kênh bên đây rồi nè các bạn ơi. Và bên đây vừa đủ để mình có thể đặt được 3 cái luôn á. Đây mẫu là như vậy nè, một hopper phía dưới, rồi cái máy mechanical anvil ở phía trên và một cái hopper ở bên hông giống như vậy đó. Cơ bản vậy là xong rồi, nhưng mà giờ thì mình còn thiếu hopper á, 2 cái hopper nữa. Và như đây đã đủ những cái hopper để chúng ta có thể đưa cái dàn mechanical anvil này vào hoạt động rồi đó. Và nếu tiện lợi hơn thì mình có thể cho thêm cái rương ở đây á, nhưng mà mình nghĩ cũng không cần đâu. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu cái công việc chế tạo thêm bóng chứa Pokemon luôn. Và trong ngày hôm nay á thì mình sẽ chế tạo bóng chứa Pokemon, đó chính là Crayvon nè. Cái loại bóng chứa Pokemon này nó sẽ khá là tiện lợi cho mình trong lúc đi khám phá, giúp mình bắt Pokemon nhanh hơn. Và mình cần phải có một cái Crayvon disc trước cái đã, được làm từ cái apricot màu xanh nước biển cũng như là apricot màu đỏ ấy. Ở đây mình có 2 loại đó luôn nè, và mình cũng đã nấu sẵn luôn rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo theo công thức như vậy để tạo ra được 10 cái. Nhưng mà cái loại này 10 cái là xài không có đủ đâu ấy. Loại này xài rất là mau hết luôn á các bạn ơi. Màu đỏ mình còn ít nè, để mình làm thêm cái bóng thường luôn đi. Rồi giờ thì mình sẽ qua bên đây, rồi sau đó bắt đầu chia than ra thôi. Chia làm 3 ra nè, chia làm 3 ra một phát, rồi cho vô đây để cho nó bắt đầu cái quá trình chế tạo nhá. Mình sẽ cho bên đây màu đỏ đi, cái bên đây là cho màu Crayvon, và cái này cũng là Crayvon nè. Như vậy thì một lúc á mình sẽ làm được 3 cái nắp luôn á các bạn ơi. Đây là những cái nắp mà tập trước mình chưa có xài hết nè, để giờ mình sẽ vô trong để chế tạo thêm nhá. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ kết hợp nó với mấy cái nút bấm nè, rồi và làm ra những cái bóng Pokemon thường thôi, để trừ trường hợp hết bóng Cray á thì mình có thể sử dụng bóng thường nè. Với cả hình như mình còn dư một ít cái bóng chứa Pokemon trong đây nữa. Vậy là có 17 cái trái bóng Pokemon thường, 3 cái lớp Bon, 1 Ultra Bon và 8 Deep Bon chưa có dịp dùng nữa. Còn dư quá trời quá đất luôn á. Giờ mình sẽ đặt theo như vậy. Một cái nắp nè, cũng như là một cái đế để thành 10 trái Crayvon. Đây là loại bóng Pokemon mới luôn các bạn ơi, quá là xịn luôn nha. Cắt vô đây, còn một ít slot hả ta, để mình làm thêm mấy bóng Pokemon thường nữa các bạn ơi. Lỡ mà hết thì mình còn có cái mà dùng tạm được. Lớp Bon hả? Ê, hay là bây giờ mình làm thêm một ít cái lớp Bon ha. Đây nè, làm thêm được 4 trái nữa. Vậy là nâng cái số lớp Bon của mình có lên 7 rồi. Quá là xịn, quá là xịn. Giờ thì cất những thứ không cần thiết ở nhà lại đi. Cất cái này, cất cái này. Gỗ thì chắc phải mang theo trên đường đi á. Rồi và bây giờ mình sẽ mang theo 5 loại bóng Pokemon này và đi săn Pokemon trong ngày hôm nay nhá. Trong lúc chuẩn bị những bóng chứa Pokemon thì bên kia xuất hiện một em Pokemon huyền thoại Keldeo kìa các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ lấy ra thêm những cái lọ thuốc nhá, mình sẽ mang theo trong lúc đi bắt Pokemon để giúp mình hồi phục tốt hơn á. Đây là Super Potion nè, rồi tầm PB up nữa. Nhưng mà thôi đi, mình không có chiến đấu đến mức mà cạn PB đâu, nên cũng không lo cho lắm. Rồi giờ lại đây và thử chiến đấu với em Keldeo này thôi. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải hồi máu cho em mấy em Pokemon mình cái đã. Rồi sau đó thì mình sẽ
bắt đầu khiêu chiến nhá. Và lần này thì Bao Ba Lan sẽ là người ra trận đầu tiên, vì em ấy là người khỏe nhất. Ý, em này chỉ mới level 50 thôi. Được, được, được. Rồi, mình sẽ sử dụng kỹ năng Headshot nha. Đây là kỹ năng mạnh nhất của em Bao Ba Lan. Và xem nào, không biết. Ui, what? Các bạn coi kìa, một hút của em này thôi kéo được gần hết ống máu của em Keldeo luôn. Được, 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 giờ mình sẽ sử dụng Pokeball nhá. Mình sẽ sử dụng Ultra Ball. Hy vọng lần này có thể bắt được. Mình còn đúng một trái duy nhất thôi. Ui mà không thành công rồi. Mình thấy em này cực kỳ khó bắt luôn các bạn ơi. Pokeball nè. Dùng Love Ball thì sao, mình chưa biết giới tính của em này nữa. Không biết được hai cái đây. Không biết có chịu hay không nữa. Tình hình này chắc rất là khó bắt em này rồi. Yes. Mình đã mở thành tựu Legendary Wave for it rồi kìa. Và đây chính là một em Pokemon huyền thoại đầu tiên của mình, Keldeo. Ui xịn nha, xịn nha. Mình sẽ chạm lại cho Pikachu vào trong đi, để mình đưa Keldeo ra ngoài xem như thế nào. Wow, đây chính là Keldeo của mình nè. Cái này có, ui cái này hình như có tiến hóa thêm cái này các bạn ơi. Ui cái này khi tiến hóa đẹp lắm. Nè nè nè. Ui cửa được luôn hả? Mình cửa được Keldeo luôn. Wow, em này bé xíu nhưng mà chạy nhanh lắm. Ui dễ thương vậy. Wow, nhưng mà cái này cũng có thể tiến hóa ở những hình dạng khác nữa nè. Ui cái này tiến hóa. Ê gì đây? Làm gì mất máu vậy? Ui gì vậy? Bị vướng à? Sao tự nhiên mất máu rồi? À chắc hai Pokemon đang chiến đấu với nhau các bạn ơi. Để giờ thì mình sẽ chạy vô trong nhà chữa thương cho mấy em Pokemon của mình luôn nhá. Và đằng xa xa còn có một con Heracross đang đợi mình kìa. Một xíu mình sẽ thử cho em Bao Ba Lan của mình chiến đấu chung với con đó, coi coi có đánh bại được Heracross không nhá. Mình phải trả thù mới được. Mấy lần trước gặp Heracross toàn bị ăn hành thôi. Đó vậy cũng bắt được em Pokemon huyền thoại nữa chứ. Quá là hay luôn á. Rồi giờ thì tiếp tục đi về phía bên này thôi. Và chắc trong ngày hôm nay á thì mình sẽ đi khám phá về hướng xéo bên đây một tí. Ý lại có thêm một cánh cổng nữa kìa. Cái này cánh cổng gì đây? Biết cái này có phải Ultra Hall không nữa. Đây đây đây, Heracross hả? Được, được lắm, được lắm. Em này là hệ bỏ với hệ chiến đấu hả? Nhưng mà mình nghĩ em Bao Ba Lan vẫn có thể lo được. Đây là trợ thủ đắc lực của mình mà. Và Headshot. Cái gì vậy? Đánh một hit chí mạng Bao Ba Lan mình bả chẳng rồi. No, Minh Chào thì sao? Minh Chào mình có học được cái tại kỹ Z á, tại vì mình mới nhặt được cái viên fighting ở tập trước á. Nè, một thử một chiêu phai có được không? Ôi thì kỹ Z chưa kịp dồn nữa là cái con này á nó đã đánh chí mạng rồi các bạn ơi. No. Không biết chừng nào mới trả được mối thù cho con này nữa. Ôi nhưng mà Sonata chịu được một hit nè. Ui đánh phát còn có 6 máu thôi. Thì mình thử nha, với tỷ mình đánh Raiden Full rồi. Chưa kịp gây đam nữa là đã bị đánh bại rồi. Ủa sao mình thấy cái con boss này thực sự khó luôn á các bạn ơi. Rất là khó để có thể đánh bại được một cái con boss giống như vậy nè. Để xem coi mình có cái Grey Ball, biết có bắt con boss được không nữa. Thử 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 thử. Thử thử ơi, coi có cơ hội bắt được boss không. Ừ có vẻ khá là khó đây. Không có dùng món Pokemon để bắt. Ui trời, bể bóng chứa Pokemon luôn. Ui khi mình chọi sẽ có tỷ lệ bị bể bóng chứa Pokemon luôn nha các bạn, phải nhặt và ghép lại ấy. Ừ, như vậy thì có vẻ khó rồi. Ở đây em có Stunky hả? Pokemon gì lạ vậy? Để mình sẽ thử bắt em này nhá bằng Grey Ball luôn. Đó. Ném ra là tự động vào cái Grey Ball này các bạn ơi. Và con nào có bắt được không? Ui
Tính ra Greymon cũng khá là khó để có thể bắt được em Pokemon đó nha. Nó sẽ có tỷ lệ bắt được luôn các bạn ơi. Ui nhưng mà với tình hình này chắc phải tốn khoảng 3 quả rồi. Thấy hơi tốn á. Nhưng mà cái này thì nó cũng... Ui, đưa cái né. Vừa mới nói hơi tốn cái nó bắt được luôn. Đó, vậy là mở được cái thành tựu bên cái trái Crayon rồi. Để bây giờ mình sẽ xuống dưới này và mở cái Master Chest nha. Đây, ra được một cái đĩa nữa hả? Ra một đĩa kỹ năng Fakaye. Ồ, kỹ năng này là gây có điểm sức mạnh đó là 70 lận. Ui cũng khá là tốt đó nha. 70 là thấy cũng ổn ổn rồi. Ui nhưng mà mới té nữa. Đi cứ để té hoài luôn á, lần nào lên núi cũng bị té hết. Để mình ăn một cái khoai tây bao lòi để cho nó no bụng và hồi máu lại nhá. Rồi, và trên đỉnh núi này có Pokemon không? Mình đang muốn lên mấy cái núi á, tại vì trên núi vào ban đêm rất là dễ gặp những Pokemon lạ luôn các bạn ơi. Bất cả lúc mới bắt được một em Pokemon cấp 23 các bạn ơi, em đó khó tính ghê luôn ấy. Bắt miết mà mới được em Caprin này nè. Ồ, và ở đây có Lavita. Ủa, hình như đây là dạng tiến hóa của Lavita hả? Ui, ở đây trên đây có em Lavita hình như tiến hóa rồi nè. Nè nè nè. Pupita. À, vậy là đây là dạng tiến hóa của em Lavita các bạn ơi, cấp 33. Ở đây còn có Rengar nữa. Mình sẽ bắt em Lavita này thử nhá. Bằng cái Greyball luôn. Hy vọng là bắt được, hy vọng là bắt được. Cái Greyball này tỷ lệ bắt nó cũng khá là cao ấy. Cái đề bon này tỷ lệ bắt nó cũng khá là cao ấy. Vừa mới khen cái bắt hụt lắc rồi. Chắc phải chiến đấu thì em này mới chịu về đội mình quá. Có đây có này để coi. Mình sẽ sử dụng em Keldeo, em Lavita. Tại vì Lavita của mình cấp nhỏ không biết có đánh lại không nữa. Em này là ê, em này cái nè. Được 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 nha, để mình sử dụng Lavita được để chiến đấu với cái và sử dụng kỹ năng Pai xem coi có gây được sát thương không. Ý có được, có gây được sát thương nhưng mà ít lắm các bạn ơi. Và phần máu của em Lavita mình đang rất là yếu á, mình sẽ sử dụng cái vật phẩm hồi máu đi. Ở đây thì có Ether Super Super Potion thử xem. Super Potion. Đầy máu lại liền. Được được khá là tiện á. Và đang bị kéo lại ít máu nữa đúng không? Mình sẽ phản đam bằng Sandstorm coi có được không? Eo ơi, thua luôn rồi. Bị đánh chí mạng chứ. No, giờ thì chắc phải đưa Keldeo thôi. Đây, Keldeo ra tay nè. Sẽ thử dụng hệ nước thử xem không biết có đánh được em này không nữa. Ý, trời ơi. Chết mình không. Ui, tự nhiên cái làm em Lavita đó thua luôn rồi. Bó tay mày luôn á. Bởi vì mạnh quá cũng khổ các bạn ơi, mình không có kiểu như là biết được cái chừng mực á, quýnh một phát em kia hẹo mất tiêu luôn rồi, không có bắt được luôn ấy. Và trợ thủ của mình chọn đó chính là Charizard. Rồi, lần này là trận chiến giữa Charizard cũng như là Rengar nhá. Chênh lệch là 18 cấp thôi các bạn ơi. Rồi và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Flame Tower đi. Cái này là khi đã lên cấp á, thì mình mới học được kỹ năng mới cho em Charizard của mình á. Và đó các bạn thấy đốt chưa. Kéo được kha khá máu. Và bây giờ thì phần máu đang bị tuột rồi, để mình sẽ sử dụng vật phẩm hồi máu nha. Potion xem có hồi máu được không. Ui hồi được xíu ha. Lọ thuốc thì nó hồi không được nhiều cho lắm các bạn ơi. Ui hồi không được nhiều mà còn bị đánh nữa. Hay là mình hồi phát cho đầy hẳn đi, chứ hồi lưng lưng chị bị đánh á, thì ổn cái và còn hồi máu đó lắm. Super Potion nè. Không biết uống cái này vô nó có tăng sức tấn công lên không ta. Ồ, hy vọng là có tăng. À nói mới uống xong cái bị đánh bại luôn rồi. Vậy thì thử dụng Minh Chào tới xem. Minh Chào thì mình có viên đá Z đấy các bạn ơi. Và mình có thể sử dụng được kỹ năng Z nè, Z Power. Dùng On out Pummeling tấn công được không? Ui chết rồi. Kỹ năng hệ chiến đấu không có xi nhê với em này. Chết không, chết không. Mình tới hai kỹ năng hệ chiến đấu luôn. Khe mai thì sao? Ui
Rồi quýnh em này chắc phải dùng hệ nước thử xem hệ nước có đánh được không. Ồ hệ nước vẫn có thể đánh được với em Gengar này nè. Ủa nhưng mà em phản đam gắt quá à. Còn kỹ năng nào gây được nhiều sát thương hơn ta? Nãy giờ mình chỉ thấy có hai kỹ năng, một là hệ lửa, hai là hệ nước mới tấn công được em này thôi. Ồ em này hệ bóng tối mà thấy mạnh như ta. Mình không có mấy cái Pokemon hệ tâm linh á. Nói chi mình có Pokemon hệ tâm linh thì hay biết mấy. Ui có con boss này không mà mình cũng đánh không xong nữa. À mình còn Totonato quên mất. Ông gà quên chơi Totonato ra trận. Đây Totonato ra trận rồi nè. Và nó kéo được miếng máu rồi đúng không. Sử dụng kỹ năng hệ rồng thử xem. Eo ui đau quá. Kỹ năng hệ rồng nè. Nó kỹ năng hệ rồng là xin nhé liền. Và để đảm bảo an toàn cho em Totonato của mình á, thì mình sẽ cho em ấy một miếng máu nha. Cho sử dụng Super Potion đi, là cái loại cuối cùng của mình rồi đó, để chắc chắn rằng lượng máu càng cao á, để cho em này không thể kết thúc được. Rồi chuẩn bị đánh bại con boss đầu tiên. Ui may quá vẫn có thể đánh bại được. Mình tưởng đâu bị phản đam luôn chứ. Và rồi ra một cái Rayran Neon Z kẹo các linh hồn và một cái Renrarai. Ui mình được cái gì nè. Bạn đã tìm thấy chìa khóa đá, bạn có muốn trang bị nó. Ui cái này có cái vòng, mắt kính, dây chuyền. Cái nào vậy ta? Mắt kính hay cái vòng ta? Mắt kính thử xem. Được mắt kính rồi nè các bạn ơi. Như vậy thì khi đánh bại boss á, thì mình có thể nhặt được thêm những cái vật phẩm kèm theo. Mình mới nhặt được thêm cái mắt kính nè. Ủa gì giờ sao gỡ mắt kính này ra? À mà chết rồi, cái nón mình bị dính là nguyền ràng buộc rồi. Gengarai hả? Cái này hình như dùng để cho con Rengar các bạn ơi. Mình thì không có Rengar. Để sắp tới mình sẽ xuống địa ngục mình bắt thử một con Rengar mang về xem như thế nào nhá. Ui bao pha lan nè. Bao pha lan nè. Trận chiến giữa hai con Bafalan các bạn ơi. Coi Bafalan này sẽ mạnh hơn nha. Đây rồi. Hai Bafalan đều giới tính cái luôn. Và ui hút Bafalan của mình. Coi đầu ai mạnh hơn nè. Chuẩn bị đợi cho nó mất máu xong hết cái đã. Hết chát. Hút bùm. Một hút của mình là hơi bị thốn luôn á. Rồi để mình kết thúc Bafalan nha. Coi Bafalan sẽ rơi ra cái gì nha. Và chuẩn bị thịt bò. 4 miếng thịt bò luôn. Rất là tốt luôn á. Mình hôm rồi á, ăn mấy cái khoai tây ngán lắm rồi. Có thịt bò ăn sẽ rất là tốt. Hay là mình sẽ thử đọ với cái em boss này nha. Chưa đừng có đánh nhau. Trời ơi. Chưa khiêu chiến với boss nữa là đánh nhau của mình rồi. Ở đây có hai Pokemon luôn. Một Pokemon boss với một Pokemon huyền thoại ở bên kia kìa. Hay là qua bắt Pokemon huyền thoại ta. Mình nghĩ đánh boss thì chắc mình khá là khó để đánh. Thay vào đó mình có thể bắt Pokemon huyền thoại trên này. Được. Rồi mình sẽ triệu hồi em nào để đánh nhau với Tornadus đây. Tornadus thì không biết hệ gì ta. Nhưng mà bay cao quá à. Công nhận bay cao thiệt luôn á. Để mình cuốc bộ dưới mình đua heo để mình xem coi Tornadus hệ gì nhá. Nếu biết hệ thì mình sẽ dễ dàng chiến đấu hơn á các bạn ơi. Và bích cái Pokemon đầu tiên á trong hồi em thất bại trong Pokemon đầu tiên thì mình sẽ mất lợi thế á. Và hệ bay không hả? Wow, vậy thì thử sử dụng Minsao đi. Minsao của mình khá là mạnh ấy, đừng có đùa. Pokemon nè, rồi kêu chiến được chứ. Tornadus rồi, thử xem nhá. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Focus Punch. Ui rất là mạnh luôn. Không biết mình có phản đam lại được không nữa. Ôi mình không phản đam được luôn kìa. Wow, quả thật là Pokemon huyền thoại có khác. Quýnh một phát Pokemon mình không kịp phản đam luôn. Vậy thì thử Buffalan nhá. Ơ nhưng mà nếu như vậy thì nó không hợp lý nhá. Tại vì hệ bay á, bay tít lên trời mình. Hệ này mình hút đâu có trúng đâu đúng không. Coi có phải không á nhá. Ôi vẫn hút được. Được nha. Mình sẽ sử dụng kỹ năng yếu hơn một xíu. Đó chính là Ray đi, Ray là kỹ năng không quá mạnh. Ôi trời ơi, mình bại trận luôn rồi. Chắc mình phải đưa Totonator ra ngoài thôi. Mình sẽ sử dụng kỹ năng Ember thử xem nhé. Hy vọng là đừng có ngẫm nhá. Xem nào.
Ui phòng máu này còn thấp quá hả? Chết không? Mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon thử xem. Ở đây thì mình còn lớp von nè. Đây là khác giới tính đấy các bạn ơi, nên thử dùng lớp von coi coi có bắt được. Ui có vẻ Tornadus rất là khó tính đây. Mới quăng ra thôi là đã đập vỡ cái bóng chứa Pokemon chưa ra ngoài rồi. Lớp von một lần nữa. Ui Pokemon quyền thoại. Mình phải tấn công bằng lửa nữa nè, cho kéo thật là yếu máu đi. Ui no. Trời ơi chưa hết thua rồi. Ui bởi vì bây giờ Pokemon mình lên cấp cao á, mình cũng không biết làm sao để sử dụng hợp kỹ năng cho hợp lý nữa. Sử dụng mạnh quá thì mấy em ấy thua luôn hả? Đi được một đoạn thì mình gặp được một cái Time Spy Onta nè các bạn ơi. Ủa cái này là cái gì á? Ủa nhà mình hình như có công trình. À đúng rồi, cái này là một cái công trình nè. Cái này là cái gì á? Đào được không? Đào ra được những cái powder. Powder à, cái này có thể chế tạo được mà. Thôi để lại cho người ta đi. Ủa đây có redstone nè. Ủa cái này đập được luôn hả? Hồi chả chả lời của người ta. Cái này là cái Onta. Và cái này là có phải cái cỗ máy thời gian không? Time Space. Mình cũng chưa rõ khu vực này nữa. Ui có cái nào đây là cỗ máy thời gian đưa mình về thời cổ xưa, gặp được những cái Pokemon huyền thoại. Cũng có thể lắm á. Ui xịn sò nha. Và đây có thêm một con Rengar nữa nè. Hồi nãy thì mình chọn được cái mắt kính rồi, không biết khi mình đánh bại thêm con Rengar này á thì mình có thể chọn được thêm một cái kiểu như là cái vòng nữa không ta. Mình cũng khá là thích cái vòng á. Đây mình sẽ cho em Pokemon Charizard ra đi. Tại vì Charizard có chiêu phun lửa rồi chiêu hai rồng các kiểu ấy. Đây dùng chiêu hai rồng trước nè, coi gây được sát thương không. Ui lần này thì gây được nhiều sát thương hơn nè, rút kinh nghiệm từ lần chiến đấu lần trước á. Chết không, hai Pokemon có thể đánh bại được con Gengar này, mình đã để thua rồi. Hệ nước coi có tấn công được không. Ê hệ nước vẫn có thể tấn công được các bạn ơi. May quá, KDO vẫn có thể làm được. Thêm một lần Aqua Jet nữa nè. Yes, đánh bại rồi. Và được 1845 điểm kinh nghiệm. Ôi nhưng mà lần này thì nó chọn được rồi. Mình không biết hồi nãy mình chọn cái mắt kính có đúng không nữa, hay là chọn cái vòng tay ta. Mình sợ hồi nãy mình chọn nhầm quá à. Ủa giờ nghĩ lại cũng thấy mình sống hơi vội, tự nhiên gấp quá chọn luôn cái mắt kiến rồi. Để mấy lần sau thì mình nếu có đánh được boss nào đó thì mình sẽ rút kinh nghiệm nhá. Ủa đây có thêm Pokemon gì nữa nè. Kling. Pokemon gì lạ vậy? Ủa đằng này là một con Pokemon gì đây? Nó đang hướng về hướng bên đây một cái con boss hay con Pokemon gì nè các bạn ơi. Qua đây kiểm tra thử, qua đây kiểm tra thử. À có Pokemon đang bay kìa. Đúng không? Ừ đúng rồi con đó đó. Không biết con đó là con gì mà nhìn ngầu vậy. qua xem coi như thế nào. Ui mất tiêu rồi. Ui nó despawn rồi. Chưa kịp nghĩa gì chân đã despawn rồi. Buồn vậy ta. Không cho người ta nghĩa nữa. Giỏi thiệt sự luôn á. Đây có mấy em chim nè. Ui lại là Pokemon Care Body nữa. Ở ngọn núi cao, tính ra ngọn núi cao này có nhiều cái đặc biệt cơ luôn á. Mới đây mình đã gặp được một cái Atlas rồi kìa. Để mình thử băng qua cái khúc này nữa coi coi có gặp thêm được cái gì khác mới mới không nha các bạn. Ui mình được em Pokemon Hakamon nè. Em này hệ rồng nha. Cấp mấy? Cấp 44 hả? Được, chiến đấu thôi. Mình sẽ thử cho em Minchao đi. Hy vọng là Minchao ra tay nhẹ nhẹ thôi. Làm mạnh quá em nó đi thiệt á. Nhẹ nhẹ thôi nha. Ý no. Được rồi. Ý, đằng kia có Pokemon huyền thoại. Daisy. Ui lại có thêm Pokemon huyền thoại trong ngày hôm nay các bạn ơi. Ôi đây là một ngày may mắn khi mình toàn gặp Pokemon huyền thoại thôi. Không biết lần này mình có thể đánh bại được không nữa. Ôi mà cái này là boss mà.
Boss đây, không có đùa đâu. Được, boss thì boss, nhưng mà coi coi thông tin được không? Không có thông tin thì sao biết đường mà khắc chế được. Ít nhất phải biết có xíu thông tin thì nó mới dễ chọn Pokemon để khắc chế hơn á. Đánh với boss thì nếu mà mình đánh bại sẽ rơi rất nhiều đồ các bạn ơi. Và coi coi, hệ tiên, hệ tiên với hệ đá. Tiên với đá thì mình có thể sử dụng em Keldeo ấy. Mình nghĩ là vậy. Rồi thử nha, thử nha. Ủa nhưng mà em Keldeo mình chưa hồi đầy máu nữa. Vậy thì không công bằng đâu. À, chưa chưa chưa. Hiêu cái. Rồi hồi máu rồi nè, giờ mới công bằng nè. Vô thôi, đầu tiên là Aqua Chat. Nó có thể kéo được máu liền. Và ui phản đam không gắt lắm mà. Dancy không có phản đam gắt lắm các bạn ơi. Được được được, boss như mày mới công bằng này. Chứ mấy con boss mới quýnh nhẹ con cái quýnh người ta chết queo rồi, đâu có công bằng chút nào đâu. Ui ui, đang phụng cái gì mà ghê vậy? Xong rồi, Keldeo bại trận rồi. Vì cái này là hệ đá nên mình không nên dùng hệ lửa đâu. Mà em Charizard lại có một skill hệ rồng ấy, để test thử coi hệ rồng có thể đánh hệ rồng với tiên. Chết không được, rồng không có đánh được hệ tiên. Tôi xong rồi. No. Kỹ năng hệ rồng cũng không có đánh được hệ tiên các bạn ơi. Vậy kỹ năng hệ thường thì sao? Hệ thường chắc mình nghĩ đánh được nè, hút đầu. Hút đầu, hút đầu. Được không? Đó. Hút đầu vẫn có thể gây được sát thương nha. Rồi, hút đầu thêm một cái nữa nè. Ui, mình chưa kịp hút đã thua rồi. Khó ghê luôn á. Vậy thì Minh Chao thì sao? Bình thường Minh Chao rất là mạnh nha. Lần này mà cân quýnh không được ha. Dancy là giỏi thiệt luôn á. Quýnh đi, phản đam đi Minh Chao. Cái gì vậy, sao không đánh? Em làm như vậy thì chết anh rồi. Em ơi là em. No. Bình thường Minh Chao đánh mấy Pokemon cấp thấp á thì đánh hay lắm. Tao ngồi gặp boss là em kiểu như là bị nhùn này à. Khổ ghê luôn á. À, hồi nãy mình mới trang bị cái Firium set này, không biết có đánh được không ta. Nè, mình có thể sử dụng được thì khi set nè. Ôi nhưng mà chưa kịp dồn nữa là đã bị đánh bại rồi. Rồi các bạn ơi, mình sẽ end battle cái đi các bạn à. Chứ bây giờ mình đánh cũng không có lại em boss này nữa ấy. Cũng khá là tiếc á. Nhưng mà hôm nay quả thật mình rất là may mắn khi mà mình gặp toàn là Pokemon huyền thoại thôi. Cơ hội mình bắt được em Tornadus hồi nãy á rất là cao luôn á, nhưng mà mình lại lỡ tiêu diệt luôn chứ. Bởi vì lúc mạnh lúc yếu mình cũng không hiểu mình luôn. Mấy Pokemon của mình. Đây nè, thử cái Focus Bun nè, lần này có One Bun được không? Có đấm, một đấm đánh gục được không? Đó, thấy chưa? Vậy là sau này mình sẽ rút kinh nghiệm nha. Gặp mấy Pokemon mà cấp thấp á là không nên đưa em Minh Chao của mình ra. Minh Chao của mình nhé, kiểu như One Bun như đó các bạn ơi, đấm một phát là đi đứt luôn à. Nên cần phải lưu ý á. À, đây nè, đây là Pokemon mà mấy lần trước mình bắt không thành công nè. Ủa em đó dịch chuyển mất tiêu rồi. Em này rất là khó gần luôn á. Không có dịch chuyển đi đâu rồi ta. Ê, đây. Đi rón rén rồi các bạn ơi. Và đứng từ xa mình sẽ sử dụng bóng chú Pokemon nhá, để mình có thể kêu chiến luôn. Chứ mình lại gần em ấy tự động dịch chuyển đi mất hả. Ok. Sao đây. Mình sẽ dùng Keldeo đi. Keldeo chắc. Ê trời. Nữa, không để ý để tư một hồi lại gớt xuống hầm. Bây giờ đi lọt hầm hoài luôn á. Rồi. Em nói như tên Afra thì phải ấy. Không biết Afra đâu rồi. À đây, Afra đây. Bóng chú Pokemon. Bóng chú Pokemon. Khiêu chiến không thành công rồi các bạn ơi. Đừng qua đây. Để anh tự khiêu chiến được em ơi. Sao mình chọi không tới mà vậy. Vẫn không trúng nữa. Đây rồi. Afra cấp 16. Chịu khó các bạn ơi. Em này như... Ý. Nữa rồi. Lại mất sai lầm nữa rồi. Cái đó mình nên dùng em. Em Lavita sẽ hợp lý hơn. Oh no. Sao cái ngày mình gặp toàn một cái môn mình thích nhưng mà lại không bắt được các bạn ơi. Toàn á là bị người ta đánh sắp mặt. Hay là mình đánh phát cái đi luôn chưa kịp bắt ấy.
Ôi, ở đây kem hút hút nè, đang giỏi mà cũng khiêu chiến người ta hoài, đi ra chỗ khác không chơi, bố thầy thiệt luôn á. Dối thiệt sự. Để mình đi thêm một đoạn hướng bên này coi coi có gặp em Pokemon hải bay khác không nhá. Ủa nhưng mà không biết em Pokemon này, em này là em Pokemon gì ta, nhìn rất là lạ luôn các bạn ơi. À không, em này cưỡi thì không có bay được. Lấy xa đi xa ra đi, mình áp sát mới được. Mình coi coi em này em gì, có kiểu chiến mình ngủ quốc luôn. Skarmory, em này Skarmory cấp 50. Được được được, thử nha. Em này cấp 50 ngang cấp chắc dùng tiệt kỹ Z được. Infernal Override. Tấn công. Ôi nhưng mà sao kỳ vậy, ngang cấp mà. Tiệt kỹ Z quả thật rất là bá đạo luôn các bạn ơi. Ngang level 1 hit vẫn có thể đánh bại được. Oh my god. Ui thật là may mắn luôn á, khi mình đã có thể sử dụng được tiệt kỹ Z cho em Charizard của mình. Wow, hấp dẫn thiệt sự, hấp dẫn thiệt sự. Để mình sẽ bay thêm một đoạn nữa coi. Ui đây 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 đây, may mắn khi mình gặp lại em này thêm một lần nữa nè các bạn ơi. Vẫn là cấp 50 thôi. Nhưng mà làm sao nó khiêu chiến ta? Mình không có khiêu chiến khi ở trên không này được. Ôi trời trời. Định sử dụng bóng chứa Pokemon ngay trên không luôn á, nhưng mà không thành công các bạn ơi. Còn bị té nữa chứ. Khiêu chiến đi, khiêu chiến đi. Hay 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 hay. Hay hay. Khiêu chiến. Hay hay. Giờ mà mình gấn dưới là gãy chân thì cái. Phóng chung thì không nói gì mà phóng hụt là té gãy chân. Liều nè, liều lần cuối nè. Món liều nhiều hơn món não các bạn ơi. Bố tay mình thiệt luôn á. Trời ơi. Bắt không được một con gãy chân nữa chứ. Cái nón này không nên đội nữa đâu, cái nón này dính là nguyền ràng buộc ấy. May mà mình ngẫm nên mình mới gỡ ra được á, chứ không thôi mình không có gỡ được đâu. Ok, đấy bây giờ mình sẽ nhặt lại mấy cái đồ mà nó rơi ra ngoài nha các bạn, để tiếp tục lên đường trở về nhà thôi. Mình đã nhặt lại hết những món đồ mà mình rơi ra các bạn ơi, may quá không có mất đồ. Và đằng này mình còn gặp thêm em Abra nè, lần này mình phải cố gắng bắt được em Abra này nhá. Bóng chứa Pokemon. Đấy rồi, đấy rồi. Lần này thì chụp được rồi nha. Để coi coi em Abra đó đâu rồi ta, mình muốn nhìn thấy em Abra cơ. Ui không cho thấy hả? Mình sẽ sử dụng em Lavita nhá. Pokemon hiện tại đang chưa được mạnh cho lắm, mình sẽ solo với em Abra này. Ui em chủ động bỏ chạy luôn. Ủa một em Pokemon nhát như vậy làm sao mình bắt được ta? Abra ơi. Chết, Abra dịch chuyển đi đâu mất tiêu rồi. Chết mình không, mình đang đang bật cái hitbox lên á để mình dễ dàng tìm lại đồ cũng như là gặp mấy Pokemon hơn. Ở đây này đây nè. Ui đây là Abra như tiến hóa rồi nè. Ui hay là lần này mình sẽ sử dụng Rayburn ta. Cố lên Rayburn ơi. Cố lên. No. Thất bại rồi, làm lại. Mình còn vài quả thôi. Yes. Rayburn. Mình đã bắt được một em Abra nhưng mà ở dạng tiến hóa rồi các bạn ơi. Và khi tiến hóa thì em này có tên là gì đây? Kadabra. Và em này là hệ tâm linh nha. Hàng gì nãy giờ ha. Tay le rèo dèo 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 luôn. Quá là may mắn. Bù đắp lại được một phần nào đó đó các bạn ơi. Khi mà mình không có bắt được những em Pokemon hệ bay, nhưng mà mình đã bắt được một em Abra tiến hóa rồi. Quá là tuyệt vời. Rồi và mình đã đi khá là xa nhà và khá là lâu rồi á, nên chắc mình sẽ tạm thời trở về nhà các bạn ơi. Sau khi trở về nhà thì công việc đầu tiên của mình á là gửi những cái quả bóng Pokemon cho chị y tá hồi phục lại cái nè. Sau đó kiểm tra lại dạng Pokemon của mình thôi. Lần này khi mình đi á, mình đã bắt thêm được em Kadabra nè, một em Kapin cũng như là em Stunky. Mấy em này thì mình thấy em
Không, em Stun kia là cấp cao nhất, nhưng mà Akabra lại là em Pokemon mà mình thấy khó bắt nhất nè. Tại vì em này á là hệ tâm linh nên có thể dịch chuyển á các bạn ơi. Phải có Greyball mà ngày hôm nay mình chế tạo thì mới có thể bắt được á. Và rồi, mình còn dư một cái đĩa nhạc nè. Để mình qua bên kia mình dọ coi giá của cái này á là bao nhiêu nha. để xem nào. Hy vọng là giá tốt một xíu. Và 3.000. Ồ, thôi 3.000 thì không tốt hẳn đâu. Và mình coi mình có thể dạy kỹ năng cho mấy em Pokemon của mình bằng cái đĩa này không. À, kỹ năng này hệ thường các bạn ơi. Lia nè. Kỹ năng này thì được 90 sức mạnh, kỹ năng này 70 hả? Nhưng mà cái này thì lại có BB cao hơn. Ok, chắc mình sẽ thử tạm thời đổi cái PK này cho kỹ năng Lia này nhá. Cho em Keldeo Pokemon huyền thoại trong ngày hôm nay của mình. Rồi, và tổng kết trong ngày hôm nay á, thì mình đã rất là may mắn khi mà có cơ hội gặp được những Pokemon huyền thoại nè. Và càng may mắn hơn khi mình đã bắt cho mình được một em Keldeo. Em này là cấp 50 lần nhá, rất là xịn sò. Ủa, mà khoan, mình còn một thứ nữa muốn cho các bạn xem. Rayranium Z. Hình như với cái này thì mình có thể sử dụng tuyệt kỹ Z cho em Tosonator. Chưa, coi có phải không nhá. Thử nè. Đúng rồi. Tuyệt kỹ Z cho hệ... tuyệt kỹ Z hệ rồng nhưng mà không xi nhê rồi. Đánh với con bọ này mình nghĩ nên dùng tuyệt kỹ Z hệ lửa. Nhưng mà em Charmin Charizard của mình chưa có đủ sức chống chịu các bạn ơi. Nói các bạn thấy chưa, một tuyệt kỹ Z tôi kéo được rất là nhiều máu của con boss luôn á. Mình sẽ làm liều nha. Hồi máu. Ồ chết rồi, mình cắt hết đồ hồi máu rồi. No. Tại sao lại như vậy? Tới lúc cần thiết nhất thì mình lại cắt nhầm mấy cái đồ hồi máu vô trong kho hết trơn rồi. Bó tay mình luôn á. Nhưng mà thôi kệ đi, vậy là mình đã có thể sử dụng được từ key set cho những Pokemon mới của mình rồi á. Để trong ngày sắp tới mình sẽ cố gắng luyện thêm level cho mấy em này có sức chống chịu thiệt là khỏe, để mình có thể chiến đấu tốt hơn nha. Và trên mặt mình còn có thêm cặp mắt kính mà mình mới có được trong ngày hôm nay luôn, khá là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.